Các bạn ơi, hôm nay mưa to quá các bạn ơi. Đó, trời mưa là nó nấm nó khoái hay sao các bạn, nó cứ đang ầm này các bạn ơi. Nấm rơm lứa 2 lứa 3 nha các bạn. Đó. Mưa gió thích thì sao với các bạn ạ? Mùa khô ấy làm rất là khó các bạn ạ, mùa khô làm cực kỳ khó. Cho ra là không ra luôn các bạn ơi. Đấy, cái mùa mưa này á các bạn làm nó là mưa ấy, nó khoái lắm các bạn ạ. Thằng nấm sò nó rất là khoái luôn các bạn, mùa mưa rất là khoái luôn. Nó khoái ra lắm các bạn. Đây là lứa 3 này các bạn này. Đó, lứa 2 lứa 3 có cho các bạn nha này. Cái này nó đi nửa bịch cái nóng ra này các bạn này. Này. Bịch đen xì này. Vẫn ra này. Đó, vừa rồi ăn rồi nha các bạn nhá. Thấy chưa? Bịch đen xì mà ra được 2 chùm. Vừa rồi lấy 1 chùm rồi nha các bạn nhá. Đó. Mùa nó khoái lắm các bạn ạ. Mưa rất là khoái. Mùa mưa này là làm nấm rơm thì ngoài trời không đạt thì làm nấm sò. Đó, làm nấm sò trong nhà này các bạn. Đây. Mùa mưa này chăm sóc ít nữa các bạn. Đấy, ít chăm sóc. Mà ngày nào cũng có thu nha các bạn. Mình đợt này mình sót lại 400 mấy bịch thôi. Đó, ngày anh thu 4 kg, 5 kg, 7 kg, 10 kg có nha các bạn. Đây đây. Đó. Đấy. Nấm là làm nấm sò mùa này là không sợ thất này các bạn này. Mùa mưa may là còn sợ nó thất nha các bạn. Đấy. Này, ra này. Do cái mùa này các bạn mưa nó mát. Đấy, cái thằng nấm sò rất là khoái luôn các bạn. Ăn hết rồi, các bạn mở cái miệng ra này. Nó ra, mở cái miệng ra, nó ra tiếp cho các bạn nhá. Đấy, mở cái miệng, bung cái miệng ra, nó ra cái miệng luôn. Đấy. Cái mùa mưa này các bạn mà làm mà cái nấm sò là chắc ăn nhất. Nếu mà các bạn làm nấm ra ngoài trời, các bạn chuyển qua làm nấm sò ấy là chắc ăn, sò thái nha các bạn nhá. Là chắc ăn nhất. Đó. Mưa là nó cứ ra thôi các bạn. Nó khoái nó cứ ra thôi. Đấy. Nền đất nữa là đây. Nó có xỉa này các bạn này. Đó. Đó. Nó có ra này. Mưa nó cứ ra thôi. Mấy trăm bịch ra ra thôi các bạn. Đó. Mưa nó cứ ra thôi các bạn. Đấy. Khoái chí nó cứ ra. Thằng nấm sò nó hay lắm các bạn. Càng mưa nó càng ra nha các bạn. Đấy, mưa tối nay các bạn mà là các bạn muốn thải nấm rơm rồi ấy, các bạn làm nấm sò đi. Đấy, nó ra rất là khoái luôn đấy các bạn. Đều đều luôn. Đấy. Mưa là khỏi cần tưới các bạn, ngày tưới có một lần này. Đó. Vẫn ra rầm rầm này các bạn này. Đây. Thấy không? Nó rất là thích luôn các bạn, trời mưa nó rất thích luôn các bạn. Nè. Đó. Có vài có 400 mấy bịch mà thế mà ngày nào nó cũng ra này. Bịch này vẫn ra được 3 chùm này các bạn này. Đó, 3 chùm này. 3 chùm rồi hái một lượt, bây giờ lượt nữa là vừa rồi lượt là mỗi chùm 2 lạng rồi. À mỗi chùm lạng mấy, 2 lạng có các bạn đấy. Rất là khoái là ra rồi các bạn này. Đó, mùa này cái tốt nhất các bạn làm nấm sò rồi các bạn. Mùa mưa là nó sò nó rất là khoái luôn. Khỏi tưới nước mà vẫn ra ẩm các bạn. Đó, năng suất nó cao hơn. Năng suất là cao hơn cái mùa khô các bạn nhé. Thằng sò này nó ưa mát các bạn ạ. Nhiệt độ cứ tầm 20, 25, 26 độ là rất là khoái luôn các bạn ơi. Đấy, chào các bạn, hẹn lại các bạn trong video sau nhá.